Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu nấu chè nha đam đường phèn. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là 850g nha đam. Bây giờ ta bắt đầu gọt nha đam. Bây giờ ta bắt đầu dùng dao, mình gọt cái lớp ở trên này. Nha đam này cũng rẻ lắm các bạn và các cháu ạ, chỉ có 10.000 một ký thôi. Mình mua 8,5 lạng là nó bán cho mình 9.000. Các bạn làm nha đam này các bạn phải gọt thật sạch, chỉ còn một tí xanh thôi là cũng đắng lắm. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta dùng một cái muỗng. Đây là ta cắt một lớp ở trên rồi, lớp cong ở trên, còn lớp dưới ta lấy muỗng ta cạo như vậy. Mình nhớ là đừng cho cái xanh nó còn sót ở lại nhé. Cái màu xanh, cái vỏ còn xanh nó còn sót ở lại là nó rất là đắng. Bây giờ thì mình gọt nha đam hết xong rồi, giờ ta bắt đầu thái nha đam. Ta coi còn một tí xíu xanh á, ta cũng phải cắt đi các bạn và các cháu. Đây này, đây còn một tí xíu màu xanh, cái vỏ màu xanh ta phải cắt đi. Nếu mà không cắt đi là nấu lên nó sẽ rất là đắng. Giờ ta ngâm một nước. Thank you.
Bây giờ thì mình đã gọt nha đam xong rồi, mình thái nha đam xong rồi. Ta cân lên. Ta cân lên được 5 lạng rưỡi, 550 gram. Bây giờ ta đổ trong cái nồi nước ta ngâm. Rồi mình cho vô đây một miếng muối. Và một ít chanh. Ta bỏ vô chanh ta ngâm cho nó khỏi nhớt các bạn và các cháu ạ. Cho chanh cho muối là ngâm khỏi nhớt. Và trong khi mình ngâm cái này cho khỏi nhớt, ta đi nấu nước đường. Đây là 200 g đường, đây là 200 g đường. Bây giờ mình đổ vào nồi mình nấu. Mình ăn đặc thì mình nấu ít đường thôi, còn mình ăn loãng thì mình nấu nhiều đường. Ta đổ nước vào. Giờ mình ngâm cái này khoảng 20 phút thôi các bạn ạ. Chứ mình mà ngâm lâu quá nó teo hết. Vừa chanh vừa muối. Và đây là ta nấu nước đường. Mình nấu đường phèn các bạn ạ. Đường phèn là 20 ngàn một ký. Mình cũng cho vô nồi đường phèn một ít muối và ít vani. Mình có thể nấu lá dứa, mà mình không nấu lá dứa thì mình nấu vani. Mình nấu vani nó tiện hơn. Chứ giờ nấu ít quá đi mua lá dứa mất công quá, mình nấu vani. Cái đường phèn của mình bây giờ mình thấy nó lợn cợn, mẹ tao lấy cái rây rây qua một lần. Ta đun sôi đường phèn lên. Bây giờ thì nồi đường phèn của mình đã sôi rồi. Và cái nha đam mình đã rửa sạch sẽ. Mình ngâm chanh với muối khoảng 20 phút. Mình rửa 3, 4, 5 nước giờ hết nhớt rồi các bạn. Bây giờ ta bắt đầu đổ vào trong nồi đường phèn. Bây giờ mình chỉ nấu sôi lên là mình nhắc nó thôi. Và ta nên nấu đường phèn, ta nấu đặc đặc các bạn và các cháu ạ. Tại vì mình mà nấu loãng thì nha đam nó dễ bị nhão. Còn mình nấu đặc, nha đam không nhão. Rồi mình có thể chêm nước ở bên ngoài. Khi nó sôi thì mình chêm nước ở bên ngoài. Không biết ai nấu làm sao chứ mình thì toàn nấu vậy không, mà thấy nha đam ăn nó giòn ngon lắm. Nếu các bạn đừng có nấu nha đam trước rồi thả đường sau, mình phải nấu đường trước. Xong rồi mình thả nha đam vào sôi lên mình nhắc ăn liền. Và chêm nước bên ngoài chứ đừng có đổ nước nhiều. Đổ nước nhiều thì nha đam nó sẽ bị nhão. Bây giờ nồi nha đam của ta sôi rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Và ta để ra đây ta quạt. Đó, bây giờ mình bắt đầu quạt cho nó nguội. Các cháu và các bạn ơi, bây giờ ta nếm thử xem cái nồi nha đam của ta. Nó rất là ngọt, bây giờ mình đổ thêm nước vào. Mình nấu thì mình nên nấu đặc, xong mình châm nước vào thì nha đam nó không có bị nhão. Thank you.
giờ mình cân được 1,5 kg mà trừ bì 400 g còn 1,1 kg. Vậy là 200 g đường tôi được nấu được 1,1 kg. Bây giờ ta bắt đầu ăn nha đam thử. Bây giờ mình đổ nha đam ra cái tô này. Các bạn và các cháu thân mến, Ngọc mua 850 g nha đam và Ngọc nấu 200 g đường. Mình cân lên được 1,1 kg. Các bạn và các cháu nhớ là mình nấu nha đam, mình đừng có nấu loãng, mình nấu đặc đặc. Nghĩa là cho đường nó đặc đặc xong rồi mình cho đường nó sôi lên. Rồi mình nhắc xuống, mình quạt cho nguội, mình châm thêm nước thì nha đam nó rất là giòn và ngon. Tại vì nước đường mà nấu đặc á thì nha đam nó ngon. Còn các bạn nấu đường mà loãng á thì nấu nha đam vô nó sẽ mềm. Như là các cháu bé nhớ nha, các cháu bé đừng có nấu nha đam trước mà bỏ đường sau là sẽ nhão. Mình bỏ vậy, nấu đường trước xong mình bỏ nha đam sau. Các bạn và các cháu thân mến, mình nấu nha đam á, mình muốn lát xe lạnh thì mình nấu loãng thêm một chút nữa, còn mình muốn ăn đá thì mình nấu như vậy, hay là 200 g đường mà 1,1 kg nước là vừa. Đó là mình ăn đá. Còn nếu các bạn mà muốn bỏ trong tủ lạnh cho nó lạnh để các bạn ăn thì các bạn có thể nấu loãng hơn một chút nữa. Và nếu mà ta có vườn ta trồng nha đam á thì rất là tốt. Còn ta đi mua thì nhiều lúc cũng sợ lắm, mình cứ sợ là họ bỏ thuốc cho nên là mình ít ăn nha đam lắm. Còn mình có vườn mình trồng thì mình không có sợ gì hết. Nha đam thì nó chịu nước lắm, các bạn tưới nước, các bạn tưới nhiều lên nó chịu, rất là chịu nước, và trời mưa thì nó lên dữ lắm. Mà trồng nha đam nó đẻ nhanh lắm, các bạn trồng một cây thôi, 2-3 cây thôi, trời ơi nó đẻ rất là nhanh. Vậy là ta đã có một tô nha đam rất là ngon. Các bạn và các cháu nhớ là mình nấu nha đam thì mình phải gọt sạch cái xanh xanh á, nếu mà còn một tí là nó đắng lắm, ăn không được đâu. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.